Từ khi còn ăn lông ở lỗ, con người đã bắt đầu trao đổi và coi đó là một phương thức giao tiếp giữa các bộ tộc với nhau. Vào thời điểm đó, những món hàng đi giao thương thường là lông thú hoặc là thịt. Tuy nhiên, những lần đi hàng này lại thường chỉ có thể diễn ra giữa các bộ tộc hoặc là cùng lắm là hai thành phố. Và điều này chỉ được thay đổi khi con đường thương mại đầu tiên kết nối giữa hai địa cầu lần đầu tiên được tạo ra. Vậy thì câu chuyện đó là như thế nào? Nhân loại đã thay đổi ra sao? Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về con đường tơ lụa. Trở về năm 206 trước công nguyên tại Trung Quốc, đây là thời điểm mà nhà Hán và Hung Nô đang có những tranh chấp về biên giới. Thấy mãi mà chẳng thể chấm dứt được cuộc chiến, Hán Vũ Đế đã cử sứ giả qua vùng đất Người Chi để thành lập liên minh nhằm gây áp lực cho Hung Nô bớt làm càn. Và người được giao trọng trách cao cả này chính là sứ giả Trường Khiền. Trên suốt quãng đường, người đàn ông này đã phải choáng ngợp trước những gì mà thế giới bao la vẫn còn ẩn giấu. Ở lần đi sứ này, Trương Khiên không chỉ giúp Hán Vũ Đế có được người đồng minh mới mà ông còn tìm thấy được vũ khí vô cùng quan trọng vào thời điểm đó là những con chiến mã đến từ Đại Nguyên. Trong quá khứ, chính giống ngựa này đã giúp cho nhà Thương từng một thời thống trị cả vùng đồng bằng phía Bắc Trung Quốc. Sau khi mạnh tay vung tiền để nhập những con chiến mã, đội quân của nhà Hán đã dễ dàng đẩy lùi kẻ thù chuyển kiếp của mình bằng tốc độ và sức mạnh. Chính chiến thắng này đã khiến cho chính quyền nhà Hán có cái nhìn mới về thứ được gọi là hải ngoại quốc. Chuyến đi của sứ giả Trương Khiên còn đem về cho Trung Hoa những thông tin và kiến thức quan trọng nhằm thay đổi lịch sử một lần và mãi mãi. Vị sứ giả này đã đề xuất với Hán Vũ Đế đẩy mạnh quan hệ nước ngoài hay còn gọi là ngoại giao với các nước phương Tây, từ đó thúc đẩy giao thương và văn hóa. Kể từ năm 203 trước công nguyên, một mạng lưới thương mại đã được nhà Hán phát triển đi khắp nơi. Vậy làm thế nào để Trung Quốc đi giao thương với nhiều quốc gia khác nhau như vậy? Chuyện là vào khoảng năm 2300 trước công nguyên, người Trung Quốc đã tìm ra cách sản xuất một chất liệu độc đáo, đó là tơ tằm. Cụ thể, họ sẽ trồng những vườn cây dâu để thu hoạch con tằm. Khi con tằm bắt đầu tạo nên những chiếc kén, thì đó là lúc mà nông dân sẽ thu hoạch tơ của chúng. Tuy nhiên, kỹ thuật lấy tơ tằm để dệt thành lụa đòi hỏi người đó cần có tay nghề rất cao vì công đoạn này cực kỳ khó. Vào thời điểm này, lụa có giá trị cực lớn, thế nên chỉ dành cho những người trong hoàng triều và lụa chỉ được sử dụng để làm quần áo. Không như vậy, kỹ thuật và công đoạn sản xuất lụa cũng được coi là một sản phẩm nội địa, thế nên triều đình đã ban hành luật trừng phạt bất cứ ai tiết lộ thông tin này cho người ngoại quốc. Với độ hiếm của sản vật này, lụa nhanh chóng trở thành một trong những mặt hàng có giá trị bậc nhất chỉ trong thời gian ngắn. Kể từ khi được biết về loại vải mặc mùa hè thì mát mùa đông thì ấm của Trung Quốc, ai ai cũng đổ xô về vùng đất này để có thể mua được lụa. Không những vậy, quý tộc La Mã còn gọi Trung Hoa là vùng đất của lụa để bày tỏ sự yêu thích của họ đối với loại vải này. Ngoài việc đem sản phẩm độc đáo đó đến với trời Tây, thì việc hai vùng đất cách nhau khoảng 6.437 km có thể giao thương được với nhau đã là một bước tiến vượt bậc cho kinh tế của nhân loại. Và cũng chính vì tiếng tăm của lụa đã khiến cho mọi người dần quen với việc gọi tuyến giao thương này với cái tên là con đường tơ lụa. Có thể nói, con đường tơ lụa chính là một mạng lưới gồm nhiều tuyến đường giúp các thương gia vận chuyển và trao đổi hàng hóa của đất nước sở tại đến với các nước khác. Và nghe tên thì có vẻ như nó chỉ liên quan tới lụa và lụa thôi, nhưng thực tế thì nó thú vị hơn rất nhiều. Hoạt động thương mại trên con đường tơ lụa rất đa dạng sản phẩm, bao gồm trái cây, rau củ quả, gia súc, ngũ cốc, các sản phẩm nghệ thuật, thuốc súng và đặc biệt là các mặt hàng về tôn giáo. Nhưng mà điều đặc biệt hơn đó là phần đông các thương gia sẽ mua bán các sản phẩm mang nét đặc trưng của từng quốc gia, từ đó tạo nên giá trị cao cho sản phẩm. Nhưng mà cụ thể thì nó là cái gì? Đầu tiên chúng ta cần phải nói tới là hơn tất cả chúng ta sẽ có lụa. Con đường tơ lụa xuất phát từ sự phổ biến của lụa của Trung Quốc tới các nước phương Tây, nhất là Rome. Các quý tộc La Mã cực kỳ yêu thích loại vải độc đáo này của Trung Quốc vì chất liệu mỏng, mềm và cực kỳ sang. Người châu Âu
đã mang các mặt hàng đặc sản dọc theo con đường tơ lụa chỉ để trao đổi với người Trung Quốc, và những mặt hàng này bao gồm vải len, động vật, nô lệ, ngọc bích, rượu và thủy tinh màu. Ngược lại, người Trung Quốc rất vui vẻ đổi cái thứ quý giá nhất của mình để lấy những thứ họ muốn. Nhưng mà lụa không chỉ sử dụng riêng cho việc may mặc, mà nó còn được dùng trong các nghi lễ, dùng để viết các biểu ngữ hoặc là vẽ tranh. Và đặc biệt hơn, theo chia sẻ của bà Valerie Hansen, một sử học người Mỹ, khi nói về tính giá trị của lụa, thì tại thành phố Tepan phía đông của Trung Quốc, lụa có thể được coi là một loại tiền tệ để đem đi trao đổi. Và từ năm 618 cho tới năm 907, tức là vào thời nhà Đường, thì người dân sẽ nộp thuế bằng lụa thay vì tiền. Tóm lại, trong giai đoạn này, lụa có khi còn quý hơn cả vàng. Bên cạnh lụa, ngọc bích sẽ là sản phẩm thứ hai được buôn bán nhiều trên tuyến đường này. Ngọc bích là một loại đá quý có màu xanh lục và nó còn là một trong những chất liệu quan trọng trong các sự kiện văn hóa hay các nghi lễ của người Trung Quốc. Ngoài ra, người Trung Quốc cổ đại khá thích ngọc bích. Chúng ta có thể thấy chúng thường xuyên xuất hiện trong các phim cổ Trung Quốc như Châm Cài hay là Ngọc Bội hoặc Con Dấu. Vào khoảng thiên niên kỷ thứ 5, số lượng ngọc bích tại Trung Quốc không còn nhiều, vì thế họ bắt đầu tìm kiếm chất liệu này từ những vùng khác. Và tất nhiên dễ nhất là thông qua con đường tơ lụa. Từ đây, Trung Quốc bắt đầu xây dựng các quan hệ thương mại với các nước phương Tây, cụ thể là Vương quốc Khotan thuộc vùng Iran cổ với độ giàu về sản lượng ngọc bích. Không những vậy, đây còn là nơi có con sông có trữ lượng ngọc nephrit cực kỳ lớn. Loại ngọc siêu xịn này có thể sử dụng để chạm khắc các loại bức tượng nhỏ hoặc những trang sức công phu hơn. Chính vì vậy, việc buôn bán ngọc bích của Trung Quốc với các nước láng giềng diễn ra rất thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại của con đường tơ lụa. Đi kèm với nó là một số hoạt động trao đổi các loại đá quý khác, cụ thể là ngọc trai. Tiếp theo sẽ là giấy. Trong cuốn Silk Road, A Very Short Introduction của nhà sử học Millward, thì giấy được người Trung Quốc phát minh vào thế kỷ thứ 2 và nó trở nên cực kỳ phổ biến trên thế giới. Để hàng hóa có thể được thông quan khi đi qua các vùng đất khác nhau, các tay buôn hay bất cứ ai đi vào địa phận khác đều phải mang theo giấy tùy thân. Và tất nhiên, vì con đường tơ lụa cũng là nơi để truyền bá tôn giáo, thế nên giấy là nhu yếu phẩm cực kỳ cần thiết cho hoạt động này. Theo đó, thông tin sẽ được viết lại thành các văn bản và hệ thống hóa tư tưởng về tôn giáo, về sau được đóng thành sách và rồi truyền bá đi khắp nơi. Người Hồi giáo, cụ thể là lực lượng Ả Rập, bắt đầu biết và sử dụng giấy nhờ cuộc xung đột với nhà Đường vào năm 751. Và quốc vương Hồi giáo Caliph Harun al-Rashid đã cho xây dựng một nhà máy giấy ở Baghdad. Nhờ công trình này, nghề làm giấy tại Ai Cập, Bắc Phi và Tây Ban Nha, cuối cùng là toàn bộ khu vực châu Âu, đã bắt đầu được phổ biến và áp dụng rộng rãi. Vào thời điểm con đường tơ lụa được mở ra, thì việc mua ngựa để vận chuyển hàng hóa cũng được coi là vô cùng cần thiết. Theo nhà sử học James Millward, nơi sở hữu những con ngựa được thuần hóa lần đầu tiên là ở vùng thảo nguyên Trung Á khoảng 3.700 năm trước công nguyên. Theo đó, các bộ lạc du mục dùng ngựa cho việc đi săn hoặc cướp bóc. Các nhóm này hoạt động chủ yếu ở vùng giáp danh với Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tư và Địa Trung Hải. Về sau, ngựa được các vùng lân cận mua về với công năng vận chuyển hàng hóa hay là công tác hoặc làm kỵ binh chiến đấu trên các mặt trận. Các thương gia và quan chức Trung Quốc thay lụa bằng tiền để đổi lấy ngựa, đặc biệt là những con ngựa được thuần hóa tại các vùng thảo nguyên trên cao nguyên Tây Tạng. Và tất nhiên, việc vận chuyển hàng hóa từ vùng này sang vùng khác trên con đường tơ lụa tốn rất nhiều thời gian. Vậy nên, ngoài việc chở hàng, thì các thương lái còn phải chở thêm cả lương thực đi hành trình vạn dặm. Và đã nói tới thức ăn, thì chúng ta cần phải nói tới việc bảo quản. Và để bảo quản thức ăn hoặc là cho món ăn trở nên đặc sắc hơn, thì các thương lái còn phải nhập thêm cả một món nữa, và đó là gia vị. Và từ đây, gia vị dần trở thành một trong những thứ hàng hóa quan trọng được mua bán vô cùng nhiều trên con đường tơ lụa. Điểm đặc trưng của mặt hàng này đó là các gia vị được làm từ các loại thực vật đặc trưng chỉ có ở một số vùng đất nhất định. Chính vì thế, sẽ có những hương liệu chỉ có thể nhập khẩu chứ không thể nào đem về trồng ở nước sở tại. Một số ví dụ có thể kể đến đó là Trung Quốc và Sri Lanka, vì đã có thể xuất khẩu quế sang các khu vực lân cận. Gia vị này cực kỳ được ưa chuộng vào thời kỳ đó, nhưng chỉ thích hợp được trồng ở một số vùng đất đai nhất định. Vậy nên có thể nói đây là một mặt hàng độc quyền. Khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên tới thế kỷ thứ nhất sau công nguyên là thời kỳ nhà Hán của Trung Quốc, thì hạt tiêu đã được phát hiện ở Ấn Độ. Vào thời điểm đó, hạt tiêu chỉ được sử dụng cho mục đích y học, nhưng về sau, dưới thời nhà Đường, nó được thêm vào các món ăn để làm tăng hương vị. Từ đó, người Trung Quốc tìm cách trồng tiêu tại nước của họ. Tuy nhiên, vì sản lượng không đủ để phục vụ cho nhu cầu nội địa, thế nên tiêu lại được nhập khẩu. Và đỉnh điểm là vào thời nhà Minh, tiêu được sử dụng để trả lương cho các quan chức.
gia vị không chỉ là nguyên liệu quan trọng trong các món ăn mà một số còn được sử dụng để làm thuốc hoặc sử dụng trong các nghi thức tôn giáo cổ đại. Đặc biệt, gia vị rất cần thiết đối với các thương gia bởi vì nó còn được sử dụng để bảo quản thực phẩm trong suốt hành trình di chuyển của họ. Một số loại gia vị tiêu biểu như là hạt tiêu, gừng, nhục đậu khấu, đinh hương, thì là nghệ tây, v.v. được sử dụng trong suốt con đường tơ lụa trên biển nối các thành phố từ Indonesia về phía Tây Ấn Độ và bán đảo Ả Rập. Không những vậy, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều món đồ thủy tinh có giá trị có nguồn gốc đến từ La Mã tại Trung Quốc hay Hàn Quốc, Thái Lan và thậm chí là cả Philippines. Cụ thể, bình hoa và cốc làm bằng thủy tinh soda lime có xuất xứ từ Rome được tìm thấy trong các gò chôn cất của các nhà quý tộc tại châu Á. Được biết, kỹ thuật làm thủy tinh được du nhập vào Trung Quốc cũng đến từ các nước Hồi giáo. Tiếp đến là sản phẩm may mặc. Phục trang qua các thời kỳ tại Trung Quốc hoặc các nước Âu Á ít nhiều liên quan tới lông thú và được biết phần lớn các chất liệu này được mua từ các nhóm thợ săn đến từ rừng ôn đới. Sau đó, lông thú sẽ được đem đi bán hoặc là trao đổi tại con đường tơ lụa. Mặt hàng phổ biến là những chất liệu như lông cáo, lông chồn, lông hải ly và lông chồn ermine. Millward cho rằng Thành Cát Tư Hãn đã dùng áo lông chồn làm quà tặng nhằm củng cố liên minh chính trị cho chính ông. Kể từ khi con đường tơ lụa được thành lập, phong trào xuất nhập khẩu, cụ thể là giao thương, trao đổi hàng hóa bắt đầu trở thành trend vào thời điểm này. Có điều, có một thứ hàng hóa mà chỉ thời thiên cổ mới được phép thông hành, đó chính là nô lệ. Theo nhà sử học Susan Whitfield, các băng cướp sẽ đi bắt người, biến họ thành tù nhân rồi đem bán họ cho các thương nhân. Những người này có thể mua nô lệ tại các cảng hoặc các phù thủ từ Dublin. Nô lệ được mua về chủ yếu được sử dụng như người hầu hoặc người giải trí hoặc là hoạn quan cho triều đình Trung Quốc. Bên cạnh đó, xuyên suốt quá trình phát triển của con đường tơ lụa, giao thương luôn đi kèm với tôn giáo. Người dân đi buôn bán từ nhiều nước khác nhau sẽ mở ra cơ hội giao lưu văn hóa, ngôn ngữ và phát triển tín ngưỡng. Nếu người hiện đại có Internet để trao đổi hàng hóa hay là kết bạn trên thế giới, thì con đường tơ lụa chính là mạng Internet phiên bản cổ đại. Năm 1368, các tuyến đường thương mại của Trung Quốc bị cắt đứt do sự sụp đổ của nhà Nguyên trước người Mông Cổ, kết thúc 1.500 bề dày lịch sử của con đường tơ lụa. Điều này vô tình mở ra một hướng đi mới cho các thương gia. Họ bắt đầu sử dụng tàu, buồm thay thế cho các tuyến đường bị chặn. Theo đó, nhà Minh dưới quyền của người Mông Cổ lại tiếp tục cấm các hoạt động buôn bán trên biển, đánh dấu cho cột mốc, chấm dứt toàn bộ việc buôn bán và giao thương với nước ngoài tại thời điểm này. Con đường tơ lụa ở thời điểm đó không chỉ đóng vai trò là một con đường kinh thương mà còn là nơi để con người có thể kết nối với nhau, mở rộng hiểu biết về thế giới quanh mình. Sự sụp đổ của con đường tơ lụa đã tạo điều kiện để các thương gia vươn ra thế giới thông qua nhiều con đường khác nhau, cụ thể là đường biển, và từ đây thúc đẩy các nước phương Tây đi đến những vùng đất xa hơn để rồi tìm đến châu Mỹ, khơi mào cho các cuộc xâm lăng và khám phá các món hàng có giá trị mới hơn. Bên cạnh ý nghĩa về mặt thương mại, con đường tơ lụa còn có giá trị về văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, triết học, ngôn ngữ và rất nhiều các yếu tố khác khi nó là tập hợp của vô vàn nền văn minh khác nhau từ vô vàn vùng đất khác nhau. Con đường tơ lụa là nơi truyền bá tôn giáo Á Âu, nổi bật là đạo Phật. Đã có một số tượng Phật được tìm thấy tại Bamiyan ở Afghanistan, núi Ngũ Đài ở Trung Quốc và đền Borobudur tại Indonesia. Sau đó là Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Hỏa giáo và thậm chí là giáo Mani cũng lần lượt được truyền bá theo những cách tương tự. Ví dụ như Ấn Độ giáo và sau đó là Hồi giáo thì đã được ghi nhận là được du nhập vào Indonesia và Malaysia thông qua các thương nhân buôn bán qua con đường tơ lụa. Phần lớn họ đều đến từ tiểu lục địa Ấn Độ và bán đảo Ả Rập. Tuy nhiên, con đường tơ lụa không chỉ chứa đựng những ý nghĩa đẹp đẽ và tươi sáng đến như vậy. Bên cạnh việc giao thừa hàng hóa và các giá trị tốt đẹp vừa nêu trên, thì việc tụ tập và đi qua nhiều vùng đất đã tạo cơ hội cho những cơn ác mộng được lan đi tới khắp nơi. Đã có quá nhiều phân tích từ rất nhiều chuyên gia cho rằng dịch hạch có nguồn gốc từ con đường tơ lụa. Giáo sư Mark Welford, Đại học Bắc Iowa, là tác giả của cuốn Bản đồ đại dịch dịch hạch xuất bản năm 2018. Ông cho rằng con đường tơ lụa chính là hệ thống truyền nhiễm của các căn bệnh vùng Trung Á dọc theo con đường này để đến với châu Âu. Con đường tơ lụa thực chất không chỉ là một đường, mà nó là một tập hợp gồm nhiều tuyến kết nối lại trên khắp các thảo nguyên Trung Á. Và trên các tuyến đường này sẽ có những nơi dừng chân như làng mạc, thị trấn hoặc tiền đồn. Từ các khu vực này, các lữ đoàn là các thương nhân sẽ mua bán hàng hóa và trao đổi với nhau, tạo cơ hội cho các mầm bệnh được lây lan nhanh chóng. Không như vậy, việc đưa quá nhiều súc vật đến con đường tơ lụa
cũng là cơ hội để những mầm bệnh ký sinh trên những sinh vật này như những con bọ chét có thể bám vào, hút máu rồi lây lan từ động vật qua con người để rồi trở thành đại dịch. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những suy luận của các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu về quá khứ. Cho tới thời điểm này, chúng ta vẫn chưa thể nào đưa ra được kết luận cụ thể về nguồn gốc và khả năng lây lan của bệnh dịch hạch trong thời điểm đó. Vậy nên, con đường tơ lụa như con dao hai lưỡi, một phần nó là nơi để khiến cho thế giới trở nên tuyệt vời hơn biết nhường nào, nhưng nó cũng là nơi để khiến cho thế giới gần như đã đến với sự diệt vong. Và vừa rồi là câu chuyện về con đường tơ lụa, về nguồn gốc của nó và những gì nó đã tạo nên cho thế giới này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một mẩu nhỏ trong cả bức tranh khổng lồ về lịch sử thế giới xoay quanh con đường này. Vậy nên, nếu các bạn muốn được tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra trên tuyến đường lịch sử ấy, thì đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Ngoài ra, nếu các bạn muốn ủng hộ cho mình trực tiếp, có thể bấm nút thanks hoặc nút join bên dưới để tham gia gói hội viên và nhận các video độc quyền. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!